Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Như các bác đã biết thì trong những vật liệu làm xe đạp thì khung có khung nhôm, khung carbon, khung thép và khung titan. Khung titan là một trong là một bộ khung đứng đầu về độ bền để làm xe đạp các nhất, cũng như làm về các vật liệu trên máy bay hay là tàu. Và hôm nay em về một chiếc đây, chiếc xe có bộ khung titan và bộ group 105 các bác nhé, càng carbon. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe khung titan mới về tại cửa em. Vâng, và ưu điểm của dòng xe mà có khung titan thì có trọng lượng nhẹ, được kết hợp giữa trọng lượng nhẹ của nhôm và sự dẻo dai và mềm mại của dòng carbon, chịu được tốt. Vâng, với dòng titan này chịu được rất tốt các bác nhé. Đây nó cũng là một trong những khung vật liệu khung làm xe đạp đắt đỏ nhất thế giới, cũng là vật liệu tốt nhất. Vâng, và nếu các bác hay theo dõi những các diễn đàn trên xe đạp trên Facebook hay là trên những trang mạng xã hội thì các bác chỉ thấy những khung những vật liệu khác có thể gãy thôi, khung titan thì không. Những mối hàn rất nhỏ trên khung xe được thiết kế rất là tỉ mỉ, những bác nào mà theo dõi hoặc để tìm hiểu xe đạp thì còn không quá xa lạ với dòng xe titan rất là cao cấp. Ở đây nói chiếc xe siêu phẩm mới về tại em, với cùng kết hợp với bộ nguyên một bộ group, cụm phanh, phủ đè, đùi đĩa và tay lắp 105, tạo nên một chiếc xe rất là đẳng cấp. Miếng lăng đen carbon các bác nhé, những vân carbon này. Đây là khung titan, và nhìn rất chắc chắn. Thế chiếc xe các bác có thể phóng với vận tốc 70-80 km/h không lo. Yên thì yên carbon rồi, các bạn có thể nhìn thấy những vân carbon vân rắn này, đây là cao cấp. Cụm phanh như em giới thiệu thì của 105. Vâng. Cùng với đó là củ đề 105 luôn. May ơi hiệu của Novatec. Căm nhôm. À, căm inox các bạn. Giúp các bác đi mưa nó không bị rỉ sét. Vâng, và cũng em cũng nói qua là với dòng titan này thì không bao giờ bị rỉ sét các bác nhé. Đây là vật liệu bền nhất thế giới để sản xuất dòng xe đạp thể thao, càng carbon, một cái càng carbon luôn. Bê đan vi vòng. Phía bên trên đây thì là ghi đông cổ phốt. Ghi đông thì là của Uno các bác nhé, một hãng làm phụ tùng rất là nổi tiếng về xe đạp rồi. Nhôm 6000. Ghi đông bằng nhôm. Bộ tay lắc cao cấp của 105. Tay lắc bên này là 11 lít, còn hai đĩa cho xe 22 tốc độ.
Vâng, chào các bác, 22 tốc độ thay đổi. Ở đây là phanh trước của phanh 105. Máy ở trước là Novatec. Cỡ lốp thì là 700 x 23C các bác nhé. Lốp này em đánh giá thì cũng đã qua sử dụng rồi và cũng không còn tốt. Các bác nào mua em sẽ gửi cho bác một bộ lốp nữa. Vâng, phía bên dưới đây thì là bộ đùi đĩa 2 tầng của 105. Shimano 105 các bác nhé. Gạt đĩa cũng của 105, đồng bộ theo xe. Nguyên một bộ group 105. Vâng, và bây giờ em sẽ đo size của xe. 46, 47. Vâng, xe có chiều cao khung đứng là 46, 47, 46, 75. 55. Đang là 55 các bác nhé. Vâng. Của các bác từ 1m6 đến trên 1m7 đến 1m75 để đi với chiếc xe này. Sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Nguyên một bộ group 105. Mayer của Logitech. Và chuyển động rất tốt, đúng ít. Đến tay phải là bộ đùi đĩa 2 tầng của 105. Gạt đĩa 105. Đùi đĩa chuyển động rất tốt. Một chiếc xe khung titan rất là đẳng cấp. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xong chiếc xe khung titan được sử dụng nguyên bộ group 105 và chiếc khung titan này rất nhẹ các bác nhé và cực bền. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 19.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Con này là dòng titan nhé các bác nhé. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Dòng titan nhá, nó có cả gắn ốc để gắn các bác ga này.